Hello, welcome to Thái Công TV. Thái Công chào các bạn. Và ngày hôm nay cũng đã đến. Sau 3 tháng chờ đợi, Thái Công đang đứng trong một cái phim studio. Và đằng sau lưng Thái Công, dưới cái màn này, chắc là rất là nhiều người khán giả đang mong chờ nó sẽ ra sao. 3 tháng vừa qua, wow, rất là lâu dài, rất là nhiều thứ đã xảy ra. Và bao nhiêu công phu Thái Công với còn một người nữa. Một người này rất là quan trọng, vì người này đã bỏ ra nhiều công sức và làm hết tất cả để ra một cái sản phẩm Thái Công mới được gọi là wow, spectacular. So, ở đây không khán giả và ở nhà chắc cũng không có vỗ tay được, nhưng mà các bạn cứ ở nhà và vỗ tay dùng Thái Công. Một tràng vỗ tay rất là lớn cho anh Xuân Hoàng. Yeah, cảm ơn anh. Wow. Hey, cảm ơn anh. Hello. Hello anh. So, anh thấy em ốm đây chút với Xuân Hoàng. Dạ đúng rồi. Thế là em làm công sức bỏ qua nhiều quá hay sao vậy? Suy nghĩ về nó nhiều quá anh. Thái Công gặp Xuân Hoàng lần cuối là trước khi anh đi Âu Châu. Dạ đúng rồi. Âu Châu xong rồi anh tưởng là anh đi Âu Châu về là anh sẽ nhận xe và hưởng thụ. Dạ. Yeah. Nhưng mà nó rất là nhiều khó khăn đúng không? Nó không có nhanh như em tưởng tượng. Dạ đúng rồi. Thì so với cái thời gian đầu mà khi mà em lên cái kế hoạch cho nó gửi cho anh xem, thì khi va chạm với thực tế nó rất là nhiều vấn đề cần phải xử lý. Dạ. Dạ. Em dự kiến là khoảng tối đa là 1 tháng rưỡi. 1 tháng rưỡi. Tối đa 1 tháng rưỡi mà bây giờ nó thành 3 tháng. Hơn 3 tháng. Gần như là 100% thời gian nữa rồi. Dạ đúng rồi. Wow. Biết bao nhiêu công phu đằng sau lưng cái sản phẩm này. Dạ đúng rồi. Dạ. Nếu mà chưa ai xem cái chương trình Thái Công đến đây, là mình cũng nói trước, dưới cái màn này đó là một cái xe hơi của 1956 tên là MGA 1600. Dạ đúng rồi. Xuân Hoàng, em có làm một cái xe hơi mà giống như vậy nào chưa? Thiệt ra là em có làm đẹp cũng nhiều chiếc xe cổ, nhưng là về mà gọi là dọn như em này thì đây là lần đầu tiên tụi em thử sức. Dạ. Từ ngày mà anh mua cái xe cổ á, anh mới học thêm một cái tiếng Việt như là dọn. Dạ. Như là dọn dẹp á hả? Dạ đúng rồi. Cũng ngộ nên dùng cái chữ dọn là làm xe, có là mình dọn lại là làm như vậy. Thì trong khoảng 10 năm đổ lại đây, khách hàng Việt Nam rất là ít lựa chọn màu bạc, tại vì không có màu bạc đẹp để khách hàng lựa chọn. Thì hôm nay có một cái màu rất là đặc biệt. Hai anh em mình đã lựa chọn từ hãng Bentley. Dạ, cái màu này anh thấy cái tên nó cũng hay, nó tên là Extreme Silver. Nó không phải là Silver, nó đặt là Extreme. Có nghĩa là lúc mà trong cái ánh sáng anh thấy nó có cái màu gold. Dạ đúng không? Rồi. Nếu mình ra ngoài trời chắc mình sẽ thấy nó vàng đó em. Anh đúng thấy vàng rõ ràng không? Tại vì anh Kim nó lấy cái màu sắc của cái môi trường. Rồi có nghĩa là bởi vậy anh ra một là anh chọn là tính cái màu này nó đi chung với cái này, nó màu xám đúng không? Thì anh tính ở trong màu da ghế là màu xám đậm này luôn. Hay trong vậy hay là anh chọn cái màu này. Thì nếu mà nó có cái ánh vàng hơi á thì nó cái màu này. Thì khi mà em nhận chiếc xe của anh, thực tế thì cái xe đã được trùng tu nhiều lần. Nhưng đa phần ở Việt Nam và thợ làm thì rất là lười để là xử lý cái bề mặt sơn. Thường họ sẽ dùng matit để họ chét cho phẳng rồi họ lại sơn chồng. Như vậy thì là cái màu sơn nó sẽ không được bóng. Cái màu sơn nó chỉ đẹp nhất khi nó sơn lên bề mặt kim loại thôi. Thành ra cái khâu đó nó tốn của em gấp đôi thời gian và gần như là gấp 3 lần nhân công, rất là nhiều nằm ở khâu này. Tại vì em phải xử lý gần như là mới 100% cho anh. Thì anh Thái Công yêu cầu màu sơn Extreme Silver Metallic là một màu sáng và có ánh kim. Thì để mà phục chế cái màu sơn này thật là đẹp thì đầu tiên chúng ta phải có một bề mặt phải phẳng và mịn tuyệt đối. Thì như mọi người có thể thấy thì qua 5 tháng và cũng qua nhiều lần phục chế và sơn trước đây thì bề mặt sơn này đã không còn được hoàn hảo nữa. Nhưng với trường hợp xe của anh Thái Công là bên mình đưa vào trong xưởng, mình nâng lên và mình xoay ngược lại chiếc xe này. Tức là mình xoay chiếc xe này 180 độ luôn. Giống như mọi người cho dễ hiểu là giống như chúng ta làm một con vịt nướng hay là một con heo quay vậy đó. Chúng ta xoay lại để làm được hết những ngóc ngách. Tại vì cái xe này thiết kế nó đặc biệt hơn những xe khác rất là nhiều. Bản thân trong cái những xe cổ của thập niên 60-70 á, nó cũng là một chiếc xe hiếm và đặc biệt. Thường là mọi người sẽ nhắc đến những chiếc như là Mercedes hay là Bugatti hay là Jaguar. Nhưng mà cái MGA này là một cái xe hiếm.
Và ở tức là ở thời kỳ hoàng kim của xe cổ là những năm 60, 70 thì có rất là nhiều xe đẹp. Nhưng MGA là một chiếc xe đặc biệt trong xe đó. Cái thứ hai là nó có cái DNA của xe đua. Sau cái công đoạn phủ epoxy thì mình sẽ còn tiếp tục những lớp sơn lót, sơn nền, sơn xám trước khi chúng ta phủ cái màu là Extreme Silver Metallic lên trên. Cái này là đúng cái quy trình của một hãng xe thông thường, đó là ba lớp lót, bao gồm là lớp chống rỉ sét và nó còn gọi là lớp nền, giống như khi mà chúng ta sơn nhà nó có một cái lớp gọi là matit đó. Bây giờ cái phần nền này chúng ta đưa về gần như tương tự giống như là xe mới xuất xưởng ra. Thì sau khi mà xử lý tiếp cái phần nền của đầu xe thì chúng ta sẽ ốp cái xe lại để xử lý những cái phần liền lạc ở dưới gầm, là chúng ta sẽ vô phòng học sơn. Thì cái việc mà xử lý kỹ cái phần nền này sẽ rất là lợi thế khi mà chúng ta sơn xe. Cái bề mặt sơn đẹp hay không đẹp thì nó nằm ở chỗ này quyết định. Gần như là chúng ta sẽ thay mới đúng cái yêu cầu. Đây cái ron này chúng ta anh nhập về là từ anh luôn, kể cả cái phần đạp chân lên pedal là đúng của độ MGA luôn. Cái bây giờ anh đang phải cố gắng đó là, một là phải hoàn thành thật kỹ cái sản phẩm, và thứ hai là nó phải cố gắng nó bám sát theo cái timeline. Cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi. Cái bề mặt sau khi mà xử lý xong, bây giờ lúc này bạn có thể chạm vào đây để cảm nhận cái độ mịn. Lúc này là cái độ mịn nó đạt như là hiệu ứng tối đa rồi. Tốn rất là nhiều nhân sự. Các bạn phải sờ các bạn mới cảm nhận được cái nền này nó đẹp như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị tiến hành cho em nó một màu áo mới nha. Mình bán xong bóng xong rồi mình cắt lớp nữa. Chờ khoảng 10-15 phút rồi mình bán thêm một nước cuối nữa. Là mình náo bóng nước cuối cùng rồi là xong, hoàn thiện rồi. Đợi khi cho nó thời gian khoảng 6 tiếng là nó khô bề mặt rồi mình đem ra mình đánh bóng để mà xong xuôi xe. Wow, lần thứ hai anh thấy mấy cái màu hoài nha. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nó có hơi cái màu lấp lánh cái màu. Nó đổi màu, nó đổi màu anh. Dạ. Ra nắng nó đẹp lắm. Nắng đẹp hả? Dạ. Ông lên thấy cái màu đã ha. Dạ. Ở ngoài đây nhìn đỡ hơn chụp hình. Dạ đúng rồi. Ở đây đỡ hơn chụp hình thấy cái màu thấy nó hơi cái lương. Ngoài đây đẹp. Đúng không? Hả? Hơi có đẹp hả? Dạ. Ủa cái này đâu có này đó đi. Ở đâu có cái điện vậy đó. Dạ hả? Đâu thiệt anh. Dạ. Thì anh biết đó, là khi mà em nhận cái xe này của anh, áp lực lớn nhất của em là cái khoang nội thất. Thực ra từ xưa giờ khi mà em nhận làm nội thất của khách hàng á, em thường đưa ra cái ý kiến của em thôi. Và thường khách hàng thì cũng hay theo cái ý kiến của em. Nhưng cái nội thất này em hoàn toàn là phải, thứ nhất là phải
lo lắng chứ. Anh là một chuyên gia trong lĩnh vực nội thất mà. Thành ra mình em lo về chất liệu, về đường kim, mũi chỉ, về cái sự phối màu của nhau nó sẽ ra như thế nào. Thì là cũng như là anh thấy rồi đó, một như bình thường như cái bộ ghế này thôi, hai anh em mình may đi may lại là em phải đổi màu 4 lần rồi. Có nghĩa là không ai qua mắt Thái Công được hết nếu mà làm nội thất đẳng cấp. Cái điều đó tại vì thật sự là đây là cái nghề của em đã chục năm nay. Dạ rồi. Em mai cái ghế này theo anh như là một cái ghế sofa của Longy vậy đó. Dạ đúng rồi. Thật sự hơi ác một chút xíu, anh đòi hỏi em làm một cái ghế sofa giống như Longy. Thật sự anh nói thiệt không, em không sẽ không làm được. Dạ. Nó nếu mà nó phản được tới 95% là mình đạt được cũng hay lắm. Dạ đúng rồi. Có là anh cũng chấp nhận cái điều đó. Dạ. Dĩ nhiên anh sẽ coi cái đường kim mũi chỉ cái này kia, rồi đến nói mà cái logo mà anh phải hỏi cái màu chỉ mà phải tìm màu chỉ mấy lần luôn á. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái màu chỉ nó không được 100% như anh muốn nhưng mà cũng được, đúng không? 80%. 80%. Dạ. 80%. It's not so bad. No? Dạ. Okay. So anh nghĩ bây giờ mình đã tra tấn khán giả hồi nãy giờ cũng đủ rồi. Dạ. Thái Công có một cái câu thần chú ảo thuật của Đức ha. Thái Công hay là Thái Công dùng cái câu đó nha. Dạ. Ok. Hocus pocus zimzalabim dreimal schwarze Karte. Go! God. Oh my God. Wow. Thật sự là nó rất rất là đẹp nha Xuân Hoàng. Như anh mong đợi không anh? Như anh mong đợi. Dạ. Yeah. Cái mong khác hoàn toàn từ anh. Toàn yeah. bộ cái phần này là yeah. mình thủ công hết. Yeah. Em thủ công bằng inox hết. Yeah. Ông thật sự cái này là cái góc anh thấy là gần như là đẹp nhất trong cái xe hơi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng anh rồi. Thích cái góc này lắm luôn. Yeah. Tại vì cái cảng mày nó mất đi thì cái form này là nó rất đẹp nè, anh thích cái bầu cái chỗ này nè. Dạ. Cái bầu cái chỗ này nè, nó dạ. một cái này nè. Còn trước đó là nó cái cảng nó đập vô đây. Dạ đúng rồi, nó che mất tiêu. Nên mất cái chỗ này dạ, đúng rồi. Mà bây thấy cái nhọn cái chỗ này rất dạ. rất là đẹp. Wow. Anh thấy có một cái điểm nào mà đặc biệt mà em cố gắng em làm cho anh không? Mà riêng cái phần đó là em tốn khoảng gần 2 tuần. 2 tuần. Với khoảng gần 5 nhân công. Yeah. Liên tục, đó là em xin giới thiệu anh, đó là hai cái đường chỉ bằng inox. Yeah. 100% bằng inox anh ạ. À. Yeah. Có nghĩa là nó bằng cứng luôn á. Dạ đúng rồi, có nghĩa là anh tưởng tượng khi mà tất cả những cái thợ thủ công nhìn vô cái đường này, họ đều phải wow. Tại vì để mà uống cong một cái inox hoàn toàn không dễ nha anh. Mà uống lượng theo toàn bộ chiều của chiếc xe luôn. Nó giống như cái bàn phá thủ của anh đó, nó cũng có một cái inox nó âm vô á. Dạ. Là một người làm một cái vòng đó cũng một ngày đó. Dạ. Mà em làm bao nhiêu ngày? Em làm khoảng 2 tuần đó anh. 2 tuần thôi ạ. Dạ. Wow. Tại vì anh phải cái uống đều hết trên xe luôn. Dạ. Và nó ôm vô cái xe nữa. Thành hình như được. Mà trước đó là một chỉ một cái nó chỉ là một cái ron cao su. Cao su rồi. Dạ. Có làm chứ là tự nhiên cái xe này mà một cái cao su nhựa. Đây anh có thể lên coi đằng trước. Anh coi đằng trước đây. À, anh coi đằng trước đây, cái ron nó ôm vừa vô xe nhanh nha. Nó phải ôm vừa vặn vô xe. Dạ. Cái đó là cái chi tiết á. Dạ. Cái đó là chỉ mình đứng ở đây mình mới thấy được thôi á. Dạ. Người nào mà không có thấy trước đó chắc cũng không có nhìn ra dạ. được lập tức luôn. Nhưng mà nếu mà coi cái hình cũ thì thật sự là cái này là dạ. Thái Công thấy là rất là đáng công luôn. Dạ. Rất rất là đẹp. Anh coi cùng coi cái phần đầu xe nữa. Dạ. Dạ.
Dạ, và cái đầu xe này có nghĩa là cái cản chỗ này nó cũng đã mất đi rồi. Dạ đúng rồi. Thì đó là anh đang đòi hỏi là cái chỗ này là mất luôn. Dạ. Và cái này gọi là cái mặt nạ hay là cái gì? Cái mask hả? Cái nào anh? Cái đầu xe, cái phần này cản trước. Cản trước luôn. Mặt nạ là nằm đây. Mặt nạ này. Mặt nạ mình giữ. Dạ đúng rồi. Bắt đầu là mình cũng định đổi cái mặt nạ. Dạ. Dạ. Cái logo. Logo. Em làm thay mới. Em làm lại. Chứ ra là gì? Anh quên luôn rồi. Không, nó bị cũ theo thời gian. À, okay. Dạ. Dạ. Anh Sư Hoàng Thái Công thấy rất là đẹp nha. Bỏ cái cản này là rất là đáng công luôn á. Y chang như trong cái phim Ford vs Ferrari. Yes. Y chang luôn. Là 1960 mấy đó. Dạ. Đua cái xe hơi này đó. Dạ. Bởi vậy cái xe y chang giống như trong cái phim ấy luôn á. Dạ. Someone's hand to lead me through the night. I need for someone. Thì khi mà em làm cho anh cái cản này em cũng thật sự rất là thích. Tại vì cái nét của nó bây giờ nó quyến rũ hơn rất là nhiều anh. Mình bỏ bớt đi cái sự rườm rà của phần đầu xe đi. Anh có thể chạm tay anh sờ thử cái bề mặt sơn em sơn cho anh. Dạ, để được cái bề mặt sơn này thì là tụi em phải xử lý cái bề mặt gần như là tuyệt đối. Dạ. Có nghĩa là nếu như mà cái sơn này có bị lỗi á, dưới cái ánh đèn này anh sẽ thấy nó lộ ra ngay. Dạ. Yeah. Dạ. Hồng đẹp thiệt, láng thiệt luôn. Dạ. Yeah. Cái này là bóng mất rất là nhiều thời gian và công thợ nằm ở đây anh. Dạ. Yeah. Thiệt ra sơn và cái chuyện sơn thì rất là đơn giản, ở đâu cũng có thể sơn được. Dạ. Yeah. Nhưng mà để đạt được màu này và dưới ánh đèn này thì em tự tin là tụi em đã cố gắng hết sức. Vậy là không có ai mà vượt qua cái ánh đèn nữa chứ. Dạ đúng rồi. Có phải ánh đèn ác độc này đó. Dạ đúng rồi. Ác độc lắm luôn, có nghĩa là cái gì mà xấu là nó xuất hiện lên. Dạ đúng rồi, nếu anh có những cái xước nhỏ thì là nó sẽ hiện ra hết. Dạ. Giống như trong tiệm anh có nhiều người đi coi đang thất mà đem đèn pin theo nữa em. Đi dí vô đi đèn pin để coi nó có cái trang trọng hơn á. Đó, dạ. Coi đi. Bởi vì là người ta nói là vàng thiệt không sợ lửa đúng không? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là nếu mà làm đẹp rồi thì ánh sáng nào nó cũng phải đẹp hết. Dạ đúng rồi. Anh có nhớ hồi xưa cái logo này của anh nó làm sao không? Wow, anh nhớ là nó màu bạc thôi mà nhìn kỹ là anh không nhớ lắm. nó nhìn xuyên qua luôn anh. Nó nhìn xuyên qua luôn. À, em biết thêm một dạ, phần đúng rồi. Em okay. Chế tác lại giống như nguyên bản anh. Vậy hả? Dạ. Có thể nó đủ không khí bay ra không? Dạ đủ anh. Đủ hả? Dạ. Thiệt ra trong cái cách chơi xe cổ ở Việt Nam mình, khách hàng họ thường là dọn một cách từ từ nguyên bản nhất có thể. Nhưng mà em rất thích cái ý tưởng đó của anh. Có nghĩa là mình vẫn giữ được cái nét nguyên bản nhưng mình vẫn thay đổi theo cái gu của mình. Em rất là thích cái đó. Anh nói với Sơn Hoàng, lúc mà Thái Công làm việc với Sơn Hoàng, Thái Công cũng có gần như tất cả, có tình yêu, có sức khỏe, có nghề nghiệp tốt, có tất cả, nhưng một cái anh không có kiên nhẫn và thời gian. Kiên nhẫn và thời gian, anh không có kiên nhẫn được. Anh muốn cái gì phải có liền. Yeah. Với cái nhiều khách của anh trong lời thất của y chang như vậy đó. Yeah. Người ta muốn có nhà, người ta muốn có liền à, chứ không có muốn chờ lâu. Bởi vì cái sợ của y chang như vậy, anh muốn cái gì phải mau nhất, phải có liền. Có những thứ mình có thể chạy theo cái timeline nó chuẩn anh, có những thứ chúng ta không thể được. Ví dụ em nói đơn cử như anh nhìn tất cả những cái phần chrome của anh là em đều cho xi mới lại 100% và nó cần phải đủ cái thời gian thì nó mới đạt được cái độ bền. Dạ. Yeah. Dạ. Không cái inox mà nó phải bóng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà inox mà nó có chấm á, yeah, nó bị cũ rồi đó, nó lên xét một chút lên xíu. Lên ten. Là lên ten. Dạ. Dạ. Không cái anh muốn xài cái form classic nhưng mà anh muốn cái quality nó giống như là new vậy đó. Chắc đây giờ tới giai đoạn mình cho người coi phần trong. Đây là cái phần mà em hồi hộp nhất, mà lúc nào em làm em cũng phải coi như là không có tự tin lắm khi mà em làm cho anh cái phần này, đó là design cho em nó một cái phần nội thất. Đây là màu này đẹp, đẹp. Màu này anh hai màu này là anh thấy hai màu. Anh thấy này cũng đẹp này. Dạ. Có màu xám trong này, cái này nó hơi đỏ quá, nó hơi đất sét quá. Cái này là đất sét quá là bỏ. Sét đúng không? Cái này hơi đậm. Cái màu này cũng đẹp. Cappuccino, màu này cũng đẹp. Màu này cũng đẹp nha. Màu này cũng đẹp. Sử dụng mấy cái màu này anh xài cho nội thất nè, anh thấy không? Thường anh xài nội thất mà cũng mấy màu này không. Thấy không? Một tông của mình. Ô nhiều quá Thảo ơi, nhiều quá anh, đủ rồi. Mà đây cũng đẹp nè. Mới làm cho cái ghế sofa cho một người khách cái màu này. Nếu mà anh đi cái này thì anh đi nó tối hẳn xuống vậy luôn. Không, đậm rồi. Đậm không?
thấy cái này được. Anh không thích cái màu này lắm, cái màu giống cái không? Nhưng mà thật sự cái này đó nó hơi đậm quá. Nó đúng hay cái là màu con nhắt hả? Đúng rồi. Còn thí dụ mua xu hướng khác, cái màu xám này đi chung với xám luôn. Not so bad, giống như cái bộ sofa nhà mình đó. Hả? Yeah. Thấy chọn màu đâu phải là chuyện dễ đúng không? Mà tương tự mà em làm nội thất đi. Một cái phòng biết bao nhiêu màu, biết bao nhiêu vật liệu, một cái ghế sofa tới 4 vật liệu, một ghế sofa thôi. Rồi trong kế bên sofa là có cái bàn cà phê. Rồi cà phê tới 2-3 vật liệu nữa. Rồi cái bàn thêm cái ghế sofa, rồi cái armchair, rồi cái bàn kế bên, rồi cái dán tường, rồi cái tất cả cho anh là màu hết á. Mà nói mà nguyên một cái phòng mà cả 100 món đồ, cả chục món đồ. Đúng không? Vậy cái xe hơi này mình chỉ cần là chỉ có 3 vật liệu thôi đó. Gỗ, da với sơn. Và thấy xe hơi, nội thất, thời trang, tất cả là từ cái gu thẩm mỹ ra. Đúng rồi em. Không. Thấy không là gì? Bán thì không phải bán bàn ghế, bán nội thất hay là anh Hoàng không phải là bán xe hơi, bán cái này mà bán gu thẩm mỹ. Với cái tiêu chí của anh đề ra, ngay từ đầu anh muốn là thấy nhiều da nhất có thể, chỗ nào cũng phải bọc da cho anh mà phải là da tốt nhất. Thì bây giờ em mời anh coi thử cái khoang nội thất sau khi tụi em đã làm nha. Cái phần mặt thái công thích nhất luôn á là cái nội thất luôn, cái này là nghề của anh mà. Nhưng mà em thấy không, anh rất là thích nhu một màu, giống như là mấy cái nội thất mà anh làm, anh thích nó một màu vật liệu vậy đó. Dạ. Thì anh có để ý không, toàn bộ bây giờ em đều bọc lại da hết, gần như cái khoang này là 90% là em bọc da hết luôn anh. Tất cả các kết cấu em đều làm lại hết, và đặc biệt cái khoang giữa này, sau khi hai anh em mình trao đổi thì em tự tin em nói với anh rằng đây là chiếc MCA duy nhất trên thế giới có cái phần này. Dạ đúng rồi đó. Có nghĩa là trước đây là cái chỗ này là nó trống nè. Dạ đúng rồi. Và cái chỗ này nó bít lại vậy. Dạ. Tại vì trước đó anh với Huy đi tự nhiên hai cái chân giống như là lỏng lỏng ở dưới vậy đó. Dạ đúng rồi. Anh thấy nó hơi anh nói cái hơi nóng á, em bít lại hết cho anh. Đúng rồi. Toàn bộ ốc án này kia em thay hết. Và hôm bữa anh có nói cái vô lăng to, em xuống cho anh một size. Dạ. Là 14 inch. Dạ. Các bạn phải ngồi thử coi nó làm sao hết. Dạ. Cái vô lăng này. So, mày thấy không, mới là lần đầu tiên mới ngồi vô trong một cái xe với là hoàn thiện. Dạ. Và lần đầu tiên thấy không mới vô với một cái vỏ lăng mới để coi nó vừa không nha. Dạ. Mỗi lần kỳ trước là anh vô là anh phải stretching một chút xíu, uốn dẻo mới vô đây được. Bây giờ để coi dễ vô hơn không ta. Chỗ này rộng hơn rồi đó. Ngồi trong đây là cảm giác giống như là ngồi trong một cái nội thất đẳng cấp vậy đó. Bằng da thiệt á. Oh my god. Dạ trước đây là cái màu đỏ nó không phải là bằng da thiệt nha hồi đứa. Trước đây màu đỏ là simili đó em. Dạ đúng rồi. Dạ. Em thường thường thấy công mà ngồi trong một không gian mà toàn là simili. Được làm sao mà được đúng không? Dạ. Bởi tất cả đây là bằng da thiệt hết. Dạ đúng rồi. Wow. Anh có muốn nghe thử một tí âm thanh của em nói lúc này không anh? Sure. Đã âm thanh là bây giờ anh đang cũng mong chờ cái âm thanh đó nhá. Dạ. Thì như hai anh em mình đã trao đổi, em chọn cho anh cái hãng loa là Burmaster. Xe này tổng cộng em lắp là 8 loa. 8 cái loa hay là mỗi 3, một bên cửa là 3 loa. 6. Một loa center. Đây là 7. Bình thường cái chỗ này là không phải là cái loa hết. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ mình biến chế nó thành cái loa luôn. Dạ đúng rồi. Và đằng sau lưng là sau lưng một cái subwoofer. Một cái subwoofer. Anh có thấy cái phần lưng em làm design lại cho anh nó. Nghĩa là mình bình thường ở đây là cái lỗ. Đúng rồi. Là cái mùi trần á, cái xe này có cái mùi trần luôn. Dạ, đúng mà rồi. Anh không có cần cái mùi trần. Dạ. Anh bỏ luôn rồi. Dạ. Vậy em lắp luôn cái lỗ này đã. Dạ rồi. Đẹp ha. Và đằng sau mình giấu được một cái subwoofer. Chắc cái này cho khán giả cũng hơi khó hình dung ha, tại vì cái mấy cái loa này mình phải ngồi trong cái hơi này mình mới cảm nhận được ha. Dạ. Ví dụ mình đóng cửa này lại là mới. Wow. Oh my god. So nice. Welcome to the Emma 2021 Anniversary Edition. These recordings have been made to evaluate the
quality of high-end sound systems. All tracks are mastered at 96 kHz with 24-bit resolution. Emma would like to wish you a very pleasant listening experience. So, without further ado, let's get started. Ở ngoài nghe ồn không? Ở ngoài nghe nhiều không? Tại vì anh thích đi xe mà khi mình nhờ mở mà hơi ồn quá. Sao lại ồn mà có. Đây là lúc Tesla nè anh. Đây. Loa này em set trong thôi. Em set theo chế độ surround cho anh luôn. Anh mới thấy cái logo này là em làm thêm á. Em cắt CNC cho anh á, design wow. Lại. Tại vì trước đây là cái chỗ này là cái logo đây. Dạ đúng rồi. Và mình đã lấy ra và mình làm cái chỗ này anh điều chỉnh cái đầu độc. Đầu độc được nè. Dạ. Và nó cũng không phải là classic lắm. Đúng không? Con anh cũng được đúng không? Nó cái nhưng mà nó mask vô anh. Mask rồi. Dạ dạ. Cái này mình bọc da được không ta? Cái đó dạ không anh. Cái nút này bọc da được không? Để em xin nghiên cứu thêm cho anh nha. Có thấy cái đâu vậy? Không thôi, không nhưng mà cái này rất là tiện rồi đó. Trước khi em gắn cái này là anh phải điều chỉnh qua cái iPhone hết. Dạ đúng rồi. Bây giờ nó rất là bất tiện. Bây giờ đi điều chỉnh ở đây cũng được hơn nhiều. Dạ. So. Oh. Dạ. cái nút kèn này nó ngộ chỗ này ha. Một cái tính năng nữa mà các bạn không thấy và Thái Công đòi hỏi mà Sương Hoàng cũng đáp ứng được. Có nghĩa là ở đây có gắn cái servo. Servo tiếng Việt là gì? Trợ lực lái. Trợ lực lái ha. Chắc là bây giờ bữa nào mình anh lái anh mới biết nha, trước đó trời nó cứng thật cứng luôn á vậy. Dạ, yeah, bây chắc khán giả cũng muốn biết cái ruột là sao đúng không? Dạ đúng rồi. Sơn Hải biết mà Thái Công là không phải quan trọng cái vỏ không, cái ruột nó cũng phải tốt đúng không? Dạ. Vậy có nghĩa là ở ngoài đẹp, cái chỗ ghế cũng đẹp, nhưng bây giờ mình sẽ cho khán giả xem cái máy nó ra làm sao. Dạ đúng rồi. Chứ không phải là chỉ đẹp đẹp không mà cái máy nó cùng mềm, cùng mềm. Cùng mềm. Cùng mềm. Đây, em wow, look at that. Sơn, cái motor sơn màu đỏ hả? Dạ đúng rồi. Nhìn nó rất rất là nice và super sạch sẽ luôn á. Anh có để ý em thay cho anh gần như 100% là tất cả con ốc em thay mới. Con ốc xài hết á. Dạ đúng rồi. Và bởi vì nó nhìn nó rất là bóng đây nè. Dạ. Anh thích nhìn như nó sạch sẽ vậy đó. Anh là con người rất là thích sạch đúng không? Dạ. Cái chỗ nào cũng phải sạch, trong học tủ cái gì cũng phải sạch, nhưng mà dồn vô cái máy sơn mà nó sạch như vậy là nhìn đã mắt thiệt. Dạ luôn. Đúng rồi. Wow. Anh để ý không, từng cọng dây điện em đều thay mới anh. Dạ. Hết luôn. Nhưng mà mấy cái máy này là original đúng không? Máy nó vẫn là máy của anh, nó vẫn là máy của anh. Dạ. Tất cả là mình, tất cả là của bản gốc hết, mình chỉ sửa mấy cái mà nó bị lờn đi á. Dạ đúng rồi. Làm mới lại. Wow. Pin mình đổi qua lên trên đây. Em đổi cái đổi đó là hôm bữa trước anh đã đổi rồi, nhưng em làm lại, em bắt cho nó cố định lại hơn. Được hơn nhiều. Dạ. Và trước đây là cái pin này nó nằm ở dưới cái ghế á. Dạ. Rất là khó chịu. Dạ. Bởi vì cái chỗ này được hơn. Anh có để ý không? Toàn bộ em đều cách nhiệt và cách âm cho anh hết 3 lớp. Yeah. Anh nhìn để ý, lớp ngoài cùng sẽ là lớp nỉ cuối cùng. Yeah. Như đây là lớp nỉ của tất cả những cái xe, dòng xe hạng sang. Yeah. Yeah. Cách nhiệt rất là quan trọng. Kỳ trước, Sương Hoàng nữa không? Thấy các ông Sương Hoàng đi mà hai đứa mà ướt nhẹp luôn á. Có nghĩa là ở ngoài Sài Gòn nó nóng rồi, mà nóng hơn nữa là ở trong á, nó phà cái hơi nóng vậy nè. Yeah. Trời ơi, anh chảy hết mồ hôi. Bây giờ anh chỉ mong chờ lên xe lái thôi. Yeah. Nhưng mà để anh đừng có chảy mồ hôi giống như kỳ trước nữa. Yeah. Anh đã chuẩn bị một cái áo da của Tom Ford. Và anh sẽ thay áo này và đi một vòng Sài Gòn. Không thấy áo này hợp không? Dạ đẹp anh. Hợp chia sẻ thể thao đúng không? Quá hợp. So, the new Thai Kong is born.